giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn tuyệt phẩm nhà phố thang máy ngang 4m2 sâu vào 18m, tọa lạc tại trục đường chính Lê Văn Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp. Một căn nhà nằm trong khu phân lô xây đồng bộ 5 căn nha quý vị. Đấy, em đã gửi tới anh chị các căn phía trong rồi. Đang được giao bán hơn 10 tỷ đồng. Căn xây dựng hết đất có thang máy nha, hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đấy, ban công chỉ đúc khoảng tầm chưa đến 1m. Nhà thì xây rất là đẹp luôn. Trệt lửng 3 lầu, chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau, tặng full nội thất lên tới cả tỷ đồng. Đường trước nhà là con đường rộng khoảng tầm 5m rưỡi, xe hơi quay đầu vào nhà thoải mái. Hẻm cụt và một sẹt sát với trục đường chính Lê Văn Thọ nha. Cách đường chính khoảng tầm 20-30m thôi. Vị trí sát mặt tiền đường chính nha. Khu nhà này thì giá căn rẻ nhất sẽ là 8 tỷ 9 nha anh chị. Đấy, sát với trục đường chính Lê Văn Thọ, phường 16 nha anh chị. Đây thì thông ra đường số 1 thông ra đường Thống Nhất nha. Căn trong cùng này thì kêu có 89 thôi. Căn sát với căn trong cùng thì kêu có 9 tỷ rưỡi. Và căn sát đây thì kêu 9 tỷ 8 nha. Đấy. Chúng ta cùng theo chân em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Nhà mình sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài. Bên trong có cửa cuốn và rèm cửa. Trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô anh chị sẽ được ốp sàn gạch 1m260. Tường ốp gạch nhám gạch 80 cao lên đụng trần nhá. Trên chúng ta sẽ được sử dụng trần thạch cao phẳng và đèn LED. Thạch cao loại mới nha anh chị. Ngang 4m2 dài 18m rưỡi. Nhà mình thì có thể đậu thoải mái xe hơi trong nhà này. Đậu con 7 chỗ bán tải trong này vô tư nha. Khoảng này dài phải được tầm 8-9m. Toàn bộ gạch Ấn Độ, gạch nhám, gạch 1m260, gạch mắc tiền nha anh chị. Căn nhà xây vô cùng chắc chắn, nội thất lên tới cả tỷ đồng. Có camera an ninh này. Đây có tủ kệ để đồ. Và trong này có thang máy 450kg. Cầu thang đứng áp sát tường, ốp đa trắng và chạy đèn LED. Trong đây được tặng lại sofa, tặng TV 65 inch, kệ TV. Và trên thì hai bên tường thì chúng ta được ốp những cái miếng nhựa và miếng than tre loại mới. Trên thì được ốp kính và làm thạch cao, có quạt trần Panasonic, chạy đèn LED. Dưới thì ốp sàn gạch trắng, gạch Ấn Độ rất là sang nha anh chị. Đấy, căn nhà thiết kế vô cùng đẹp, đẳng cấp xịn sò. Nội thất cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp luôn. Giá bán chỉ có 10 tỷ 800 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng. Nhà hướng Tây Bắc nha anh chị. Nhà mình thì xây quá là đẹp, quá là sang. Có trừ lại khoảng sân sau được tầm 2m để anh chị làm độ thông thoáng này. Đấy, như vậy là sân xây được hơn 16m nha, 16m rưỡi. Trừ sân sau tầm 2m anh chị làm toilet và trồng cây xanh, làm cái mật độ thông thoáng, có ốp gạch cao đụng trần. Đấy, nhà vệ sinh phía trong này. 10 tỷ 800 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Đây là một trong những căn siêu phẩm thang máy đẹp xuất sắc và vừa mới làm xong, vừa mới trình ra. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ sổ sách hết rồi. Hẻm một sẹt sát với trục đường chính Lê Văn Thọ. Hẻm tầm 5m rưỡi, xe hơi quay đầu vào nhà thoải mái nha. Đây là khu vực tầng trệt, thiết kế là màu lưỡng ngược nha. Tầng trệt trang trí quá là đẹp, quá là đẳng cấp luôn. Chúng ta sẽ có quạt trần Panasonic. Đấy, trần thì ốp kính để tạo độ cao. Và ốp những cái tấm than tre đời mới, ốp chắn giấy và ốp nhựa. Căn nhà thì phối màu rất là sang, rất là đẹp luôn nha anh chị. Cầu thang đứng cực kỳ là đẹp, cực kỳ là đẳng cấp. Rất là đẹp luôn, với giá bán cực kỳ là hợp lý. Ngang 4m2, sâu vào 18m rưỡi. Nhà xây rất là đẹp nha anh chị. Ở đây thì giá giao bán từ 8 tỷ 9 tới 10 tỷ 8 nha. Anh chị cô chú nào thích căn nào trong bộ năm nhà đẹp này, chúng ta sẽ alo trực tiếp về tới bên em. Cầu thang đúc rộng 90, ốp đá trắng và chạy đèn LED. Đấy. Có thang máy 450kg, thang máy nhập khẩu. Chúng ta cùng em di chuyển lên không gian tầng lửng nhá. Thang máy quá đẹp luôn. Căn nhà thì xây dựng quá là sang, có đẳng cấp nha quý vị. Thang máy quá là xịn sò nha. Không gian tầng lửng thì sẽ được bố trí làm không gian phòng bếp nha quý vị. Tặng bàn ăn 6 ghế, tủ bếp gỗ An Cường,
bóng loáng luôn, có quạt trần Panasonic và tường thì được ốp những cái tấm vật liệu than tre và ốp nhựa. Đấy, trang trí rất là đẹp, rất là đẳng cấp rồi, có tủ lạnh hai cánh và đầy đủ nội thất trong này. Một căn nhà bố trí full nội thất lên tới cả tỷ đồng, sử dụng toàn bộ gạch Ấn Độ đời mới và rất là sang, gạch này mắc tiền nha anh chị. Ở đây, ngoài này có ban công, ở lửng thì cũng có ban công một chút, khoảng tầm 80 phân, trồng cây xanh. Đấy, căn nhà trang trí nội thất khá là đẹp và đẳng cấp xịn sò luôn. Nội thất nhà này rất là mắc tiền nha, gạch toàn bộ gạch tới cả triệu một mét, gạch Ấn Độ nha anh chị, bóng loáng luôn. Đấy, nhà trang trí rất là đẹp, quá là xa, ngang 4m2, dài 18m rưỡi. Đây, có tủ lạnh hai cánh này. Đấy, nội thất khá là xịn sò. Sang bên đây thì chúng ta nhìn xuống không gian phòng khách của nhà mình vô cùng sang trọng và đẹp nha anh chị. Và di chuyển lên phía trên lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ 1-2. Nhà sẽ có 4 phòng ngủ và có 6 nhà vệ sinh. Ở trên này được ốp sàn gạch Ấn Độ gạch 60. Có tặng lại giường 1m8 kèm với nệm tủ áo kệ tivi. Toàn bộ nội thất của An Cường, phố Acrylic, cực kỳ sang, cực kỳ bóng luôn. Có phòng ngủ thì có tặng tivi 55 inch, máy lạnh Kapper. Đấy, tường thì được ốp những cái tấm phông chống nóng và trang trí nha. Đấy. Đây có hai cái đèn. Trang trí nội thất rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Ban công đúc tầm 1m thôi. Đấy, có trồng phát tài núi ra phía bên ngoài. Cửa nhôm sinh pha, cửa lùa. Rèm cửa đầy đủ hết rồi. Cả nhà xây dựng quá là sang, quá là đẳng cấp. Thật khá là đẹp luôn nhà anh chị. Thật của An Cường cực kỳ xa, cực kỳ xịn luôn. Khu vực toilet thì chúng ta có lavabo rửa mặt, gương LED, gạch ốp cao độ trần, quạt hút, vách kính, vòi inox trắng và bồn cầu inox nha. Di chuyển vào trong đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Ở không gian phòng ngủ số 2 của anh chị thì chúng ta cũng đã được bố trí nội thất đầy đủ hết rồi. Có cửa sổ sau nha. Căn nào mà có cửa sổ sau thì vô cùng thoáng mát luôn nha mọi người. TV 55 inch, máy lạnh đấy, mới và giường nệm, tủ quần áo kệ TV đầy đủ hết luôn. Anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Full nội thất cả tỷ đồng. Thất khá là xịn luôn. Toilet riêng đây. Sau này anh chị ở thì ra dán cái kính lại. Có cửa sổ sau nha. Căn nhà thiết kế vô cùng đẹp, vô cùng sang. Đang chờ quý vị đến mua và sở hữu em nó nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 2. Lầu 2 chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 3 và số 4 nha mọi người. Nhà có thang máy, giá 10 tỷ 800 triệu vẫn còn thương lượng. Lầu 3 trên đây thì giống y hệt như bên dưới thôi. Lầu 2 chứ, giống hệt lầu 1. Nội thất đầy đủ. Giống hệt bên dưới nhưng không có tivi nha anh chị. Trang trí rất là đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm đến em nhà đẹp này, chúng ta hãy gọi trực tiếp về tới nhà đặt Bá Hưng. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới của bên em nha. Duy nhất có hai căn này có thang máy thôi. Đây, toilet này. Bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 4. Đúng hệt bên dưới nha mọi người. Nhà này bố trí màu sắc rất là hài hòa và đẹp. Phối màu cũng như là ốp lát gạch rất là đẹp luôn. Gạch Ấn Độ cực kỳ bóng nha. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3, khoảng phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Ở dưới thì có một cái phòng thờ. Đấy. Phòng thờ hoặc là chúng ta làm khu vực tập thể dục thể thao cũng được. Phía ngoài đây sẽ là khoảng sân thượng trước. Ốp gạch hết rồi. Tặng một cái bộ bàn ghế bằng làm sắt
và các loại hợp kim ở đây. Ở phía ngoài đây thì có trồng cây xanh rất đẹp luôn. Căn kế cũng gần xong nha, hai căn sát căn này cũng gần xong. Hôm qua em cũng cứ gửi tới anh chị căn nhà sát bên cũng rất là đẹp rồi. Căn sát bên thì giao có 9 tỷ 7 thôi. 9 tỷ 7 bên đó thì cũng dài được 4 mét 2. Nở hậu ra 6 mét, dài 17 mét nha anh chị. Ngắn hơn nhà này 1 mét thôi. Phòng đường phía đằng sau đây sẽ là khu vực giặt sân phơi, tặng máy giặt. Này tiếp tục có một cái bộ bàn ghế nữa. Có tủ bếp ở trên đây luôn nha. Đấy. Trang trí cây xanh rất là đẹp luôn. Căn siêu phẩm. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.